Phản ứng của Angela Phương Trinh sau khi bị Ninh Dương Lan Ngọc tố chiêu trò trước ồn ào và tranh cãi giữa các fan của hai nữ diễn viên, thì phản ứng mới đây của Angela Phương Trinh khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Câu chuyện lùm xùm cướp vai diễn giữa Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn lên tiếng, khán giả vẫn đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía bà mẹ nhí, để xem cô sẽ có động thái hay phản ứng ra sao trước những thông tin bất lợi cho mình. Mặc những lùm xùm không hay, tối ngày 12 tháng 11, trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đăng tải dòng trạng thái đi ăn vui vẻ bên những người thân như không hề có chuyện gì. Cô còn viết, thời gian không có hạn nhưng nhan sắc có hạn trước thời gian. Các cô gái hãy chăm sóc mình thật chu đáo nhé. Những gì mà nữ diễn viên mới chia sẻ đã khiến công chúng ngỡ ngàng. Có lẽ Angela Phương Trinh vẫn giữ được tinh thần thoải mái trước scandal lần này. Hai ngày qua, câu chuyện cướp vai diễn giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Angela Phương Trinh xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Sự việc này đã từng gây ồn ào vào tháng 5, 2017 và mọi chuyện đã được xử lý khá êm đẹp. Tuy nhiên mới đây, Lan Ngọc bất ngờ nhắc lại chuyện cũ và chia sẻ thẳng thắn cho rằng Angela Phương Trinh thường gây sự chú ý hãm hại đồng nghiệp. Theo lời kể của Lan Ngọc thì đây cũng không phải lần đầu cô đụng chuyện với bà mẹ nhí, nhưng cô vẫn giữ im lặng vì muốn dành sự tôn trọng cuối cùng cho đồng nghiệp. Trước đây, Angela Phương Trinh là người đầu tiên đồng hành, quảng bá khắp nơi việc cô tham gia vào bộ phim được lấy ý tưởng từ Hàn Quốc. Thậm chí cô từng sang nước ngoài theo lịch trình giới thiệu về dự án này. Tuy nhiên đến phút chót, nữ diễn viên đã thông báo rút khỏi dự án và thay vào đó là Ninh Dương Lan Ngọc đã đảm nhận vai diễn. Khi ấy rất nhiều thông tin cho rằng Lan Ngọc đã chen ngang và giật vai của đồng nghiệp, thậm chí Lan Ngọc từng bị tẩy chay vì sự việc này. Trước lời tố của Lan Ngọc và sự mong ngóng của người hâm mộ để biết thực hư, Angela Phương Trinh cùng ekip của cô đã từ chối bình luận hay phản hồi gì về sự việc trên. Hồ Quang Hiếu để lộ bằng chứng còn yêu Bảo Anh sâu đậm, đăng ảnh lau nước mắt kèm status gây choáng. Cùng với đó là cuộc sống độc thân buồn tẻ do chính nam ca sĩ than vãn. Gần một tháng sau khi chính thức thừa nhận chia tay Bảo Anh, mới đây Hồ Quang Hiếu bất ngờ khiến dân mạng rần rần vì đăng ảnh bạn gái cũ lên cả Facebook lẫn Instagram. Nam ca sĩ chụp màn hình khoảnh khắc người đẹp đang khóc trong MV mới ra mắt kèm caption thú vị. Coi clip xong thấy buồn ri hay. Khóc gì khóc nhiều quá làm trôi hết phấn son rồi. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cộng đồng fan quằn quại và nhận định rằng rất có thể Hồ Quang Hiếu vẫn còn yêu Bảo Anh vô cùng. Liệu đây có phải là dấu hiệu gương vỡ lại lành hay không? Chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác. Hồ Quang Hiếu đăng ảnh Bảo Anh cách đây ít phút. Không có một chút nết na nào, quá sức tưởng tượng rồi. Nhân vật được nhắc đến đã vào để lại bình luận. Hồ Quang Hiếu post lên cả hai tài khoản mạng xã hội. Hồ Quang Hiếu vẫn còn nặng tình vô cùng. Cùng nhìn lại cuộc sống của hai nghệ sĩ sau đổ vỡ trong khoảng một tháng qua. Nam ca sĩ treo status vô cùng tâm trạng. Thật kỳ lạ, chúng ta thứ gì cũng muốn có, nhưng lại chẳng chịu đánh đổi. Muốn có một tình yêu đơn giản, nhưng lại tìm kiếm những con người hoàn mỹ. Muốn có một cuộc đời bình yên, nhưng lại đi theo đuổi danh lợi. Muốn được yêu thương, nhưng lại đòi hỏi sự tự do. Rốt cuộc là do cuộc đời này quá khắc nghiệt, hay tại mình quá tham lam? Cuộc sống độc thân nhưng không hề vui vẻ. Có thật sự mặc kệ được nỗi buồn và tiếp tục bước đi tìm niềm vui hạnh phúc được hay không? Về phần Bảo Anh, người đẹp cũng xót xa và buồn bã vô cùng, thường xuyên mượn ca khúc mới để bộc bạch nỗi lòng. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình, và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn. Sau đính hôn, Cường Đô La chính thức công khai ảnh chụp cùng với Đàm Thu Trang. Hot girl xứ lạng Đàm Thu Trang bất ngờ có mặt trong bức ảnh Cường Đô La chia sẻ trên trang cá nhân của trang Instagram. Sau mối tình kết thúc với Hạ Vi, Cường Đô La lại dính nghi án hẹn hò với Đàm Thu Trang. Trước đó cả hai đã đổi trạng thái đã đính hôn trên trang cá nhân. Đồng thời việc Đàm Thu Trang bị bắt gặp đưa bé Subel đi chơi hay cùng về chung một nhà khiến cư dân mạng càng có cơ sở khẳng định mối quan hệ của cặp đôi này. Mới đây, Đàm Thu Trang lần đầu xuất hiện trên Instagram của Cường Đô La khi doanh nhân Phú Núi chia sẻ hình ảnh. Tuy trong bức ảnh, mỗi người ngồi trên một chiếc xe khác nhau,
nhưng đây có thể coi là động thái Cường Đô La muốn ngầm công khai bạn gái với công chúng. Cường Đô La công khai đăng ảnh có sự có mặt của Đàm Thu Trang trên Instagram. Trước đó, Đàm Thu Trang gửi lời cảm ơn người thương sau khi được nhận món quà đắt tiền khiến fan không ngừng ghen tị. Mặc dù không nêu danh tính chủ nhân của món quà, nhưng hầu như mọi người đều đoán ra người tặng cho cô món quà đắt giá này chính là Cường Đô La. Dưới chia sẻ của người đẹp gốc Lạng Sơn, rất nhiều fan để lại bình luận chúc mừng Đàm Thu Trang đã may mắn gặp được người đàn ông tâm lý, ga lăng, biết chiều lòng bạn gái. Cường Đô La và Đàm Thu Trang bị nghi ngờ đã hẹn hò cùng một thời gian, nhưng cả hai đều chưa một lần khẳng định mối quan hệ của mình. Do đó, thông tin đính hôn của họ được tiết lộ, khiến người thân và cả người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mặc những ồn ào xoay quanh các cuộc tình trước đây của Cường Đô La, Đàm Thu Trang vẫn giữ được sự điềm tĩnh và cư xử khá khôn khéo với người cũ của bạn trai. Không muốn bị soi mối đời tư, nữ ca sĩ lặng lẽ quan tâm đại gia phố núi và chăm sóc bé Su Beo theo cách riêng của mình. Giờ toàn thấy ô xin đánh trẻ em, xem Phi Thanh Vân vợ đang trường và loạt sao Việt tuyển người giúp việc mà choáng. Vì bận bịu nên nhiều khi các sao Việt thường giao phó con cho người giúp việc, cùng xem họ đã bị ô xin lừa và đối xử với con như thế nào. Đầu tiên khó tính nhất có lẽ chính là vợ nam ca sĩ đang trường Thủy Tiên, thường đăng tải lên các trang mạng tìm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Sau đó nếu thấy người đạt yêu cầu sẽ hẹn lịch phỏng vấn. Thủy Tiên từng thay 13 vú trong vòng vài tháng. Cô muốn tìm một người giúp việc chăm chỉ thật thà, đặc biệt là phải thành thạo ba thứ tiếng. Sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng vợ đang trường đã tuyển được bảo mẫu ân ý cho con trai. Người này thành thạo ba thứ tiếng, không có chồng và con, nên luôn yêu quý thiên tử như con đẻ. Cô rất yên tâm với người bảo mẫu mới này và sẵn sàng trở lại công việc. Mỗi tháng vợ đang trường chi hơn 6.500 đô, khoảng hơn 148 triệu đồng, cho tất cả các bảo mẫu và giúp việc. Có người chỉ trả lương theo giờ, có người nhận theo tháng. Thủy Tiên không ngại đầu tư cho con trai ngay từ bé. Cô chăm sóc con rất chu đáo nhưng vẫn rất cần sự giúp đỡ của người giúp việc. Các chế độ chăm sóc của con Thủy Tiên khá rõ ràng. Mỗi khi đi chơi cũng đều có người giúp việc đi cùng. Phi Thanh Vân cũng khá bận rộn với công việc kinh doanh. Hiện tại cô là mẹ đơn thân nên chuyện thuê người giúp việc là đương nhiên. Có thể thấy từ khi mới sinh, Phi Thanh Vân đã thuê người chăm sóc con từ chuyện tắm rửa. Cho tới hiện tại thì người giúp việc cũng giúp cô chăm sóc bé Tấn Đức. Những lúc rảnh rỗi cô đưa con trai đi chơi thì người giúp việc vẫn đi cùng để trợ giúp. Từ lúc mới lọt lòng, bé Tấn Đức đã được thuê người chăm sóc tận tình. Đi chơi cũng có người giúp việc đi theo để phụ giúp Phi Thanh Vân. Còn Dương Cẩm Linh và Diễm Trang thì lại gặp nhiều khó khăn trong chuyện tìm người giúp việc ân ý. Cả hai cô nàng còn quay cả một clip để chia sẻ với nhau về chuyện này. Qua đó có thể thấy Dương Cẩm Linh đã thay đến cả 13 vú mà vẫn chưa tìm được người ân ý, thậm chí còn bị người giúp việc nói xấu. Muốn tách khỏi con thậm chí là lừa tiền, chung số phận Diễm Trang cũng phải nhường nhịn người giúp việc để họ đối xử tốt với con của mình. Diễm Trang chia sẻ những câu chuyện thật của bản thân. Nói thiệt là làm mẹ rồi, có người giúp việc là một sự mệt mỏi bất sức khủng khiếp. Để tìm được người hiện tại thì hai chị em mình bị chơi xấu mấy cú. Chế Dương Cẩm Linh nhà mình thay hơn 10 người, bị trung tâm giúp việc gạt. Còn mình thì bức xúc người giúp việc mà không dám nói, ráng nhịn vì sợ họ đối xử tệ với con mình mà còn bị đi nói xấu. Nhiều khi còn muốn tách mình ra khỏi con, thật sự mệt mỏi không biết có ai bị giống hai chị em mình không. Diễm Trang và Dương Cẩm Linh tỏ vẻ bức xúc. Diễm Trang chăm sóc con rất khéo, nhưng do bận rộn công việc mà cô vẫn phải tìm người giúp việc. Tuy vậy, tìm được người ân ý đối với cô là cả một vấn đề rất nan giải. Dương Cẩm Linh còn thay đến 10 người giúp việc. Cô còn bị cả trung tâm người giúp việc lừa khá nhiều tiền. Sau 5 tháng tuyên bố chia tay, Huỳnh Anh và Hoàng Anh đã yêu lại từ đầu. Nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã quay lại với nhau. Huỳnh Anh và Hoàng Anh là cặp đôi gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Khi tuyên bố chia tay hồi tháng 6 vừa qua, cả hai khẳng định vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong công việc. Nhưng thời gian đầu sau chia tay, Hoàng Anh và bạn trai kém tuổi không hề tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như chuyện tình 3 năm chênh lệch tuổi tác không kết thúc theo một cách dễ dàng đến như vậy. Mới đây, Huỳnh Anh liên tục bình luận trên trang Instagram cá nhân của Hoàng Anh, làm dấy lên nghi án cặp đôi đã yêu lại từ đầu, khiến người hâm mộ không khỏi mừng thầm. Hoàng Anh chia sẻ bức ảnh đồ ăn kèm dòng caption
Trời ơi, thèm chiêu Grab quá, ai dựng đi ăn đi. Ngay lập tức, Huỳnh Anh vào bình luận trống không, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thân thiết. Trông ngon thật, dẫn đi ăn một lần rồi còn gì. Sau đó, nữ MC gây bất ngờ khi đáp trả nũng nịu, đang thèm bây giờ mà trời. Lần khác, Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh mặc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Nam diễn viên điển trai cho rằng khuôn mặt của cả hai ngày càng giống nhau, khiến fan cũng gật gù đồng ý. Nhiều người cho rằng nếu như đã chia tay, Huỳnh Anh không việc gì phải khoe việc mình và bạn gái cũ có tướng phu thê. Chính người đẹp sinh năm 1990 cũng thích thú khi nhận ra cả hai giống nhau đến phát sợ. Nhìn tấm này hơi bị sợ đấy cậu ạ. Nếu như thời gian đầu không hề tương tác nhau trên mạng xã hội và mỗi người chỉ đăng tải những dòng trạng thái buồn bã hoài niệm quá khứ, thì gần đây Huỳnh Anh và Hoàng Oanh lại bắt đầu quay lại bình luận quan tâm nhau. Hoàng Oanh thả thính muốn uống trà sữa. Huỳnh Anh chẳng ngại mà ngay lập tức rủ cô nàng hẹn hò một cách tự nhiên. Nếu như đã chia tay, hiếm chàng trai nào thoải mái chiều lòng bạn gái cũ như vậy. Thậm chí Huỳnh Anh còn đăng tải hình đôi môi của nữ MC xinh đẹp lên Instagram. Qua những hành động nhỏ, những lời nói quan tâm của Huỳnh Anh và cách Hoàng Oanh đáp trả, tin đồn cặp đôi đã quay lại với nhau như chưa hề có cuộc chia ly, khiến khán giả không khỏi mừng thầm.